Xin chào tất cả mọi người, An đã quay trở lại và nay An quay feedback của một chị Lê Thảo sau khi lấy cao dán tắc tia sữa cho em gái mình sử dụng nhé. Thì ngày 31 tháng 8 thì chị Lê Thảo có điện thoại cho An để lấy cao dán tắc tia sữa này. Thì bởi vì chị ở Bình Định mà bên An thì chưa có đại lý ở Bình Định nên là An chỉ có thể gửi xe từ Quảng Ngãi về Bình Định cho chị thôi ha. Thì An sẽ kéo nhanh xuống để chúng ta theo dõi nhé. Đây là tình trạng sau khi chị sử dụng mà chị hôm qua là ngày 3 tháng 9 á, chị có nhắn tin báo lại với An này. Mọi người nhìn chi tiết phản hồi của chị này ha. Hai, cảm ơn em nhé. Quên, cảm ơn công ty, sản phẩm rất tốt. Em chị bị tắc gần 3 tuần, dán 2 ngày là mềm lại rồi, sữa xuống nhiều, mừng ghê luôn. Chị Thảo, chị còn nhiệt tình, chị có nói là có chỗ nào trên web đánh giá phản hồi khách hàng chị phản hồi cho. Thì em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều sau khi đã sử dụng cao dán tắc tia sữa An và đã phản hồi giúp em. Và bây giờ mọi người, chị Thảo này cũng là sau khi chị điều trị chị thấy cao hiệu quả quá, chị thì chị cũng làm đại lý cao dán tắc tia sữa An ở Bình Định luôn nhé. Thì các bạn hoặc là các mẹ nào bị tắc tia sữa có thể liên tại Bình Định thì có thể liên hệ trực tiếp với chị Thảo để lấy cao nha. Thì thông tin địa chỉ An có đưa lên trên thông tin website rồi đấy. Mọi người có thể vào trực tiếp đó để coi địa chỉ chị Thảo để đến lấy cao nhé. An sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta theo dõi về công dụng của cao và hiệu quả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.